nhiên nó nấu không sợ nhà mày nó gì? Nó bảo tao sụp cái đấy gì thì tụi nó tăng cái thùng trong trăm và vật trăm ra tao sụp cái thìm mày tao sụp cái gì thằng tao tưởng mày đang nằm trong trăm này này mà tao đi sụp cái thìm mày là nó ở trong nhà kia nó mổ ra tao đang sụp cái thìm mày tao thấy có cái trăm tùng tùng em con thứ hai không dám gọi vậy là nó thua cái em cũng gọi bữa nay vào chợ mua cái gì không vào đi đến đấy không vào chợ có cái gì mua thì có hiện sáng đi đâu mà thấy trắng không thấy gì cả nó con nha ngon lúc tôi giờ nên bảo có đi đâu đấy hỏi bà á bà chị đi đâu ở đâu bà nghe con cháu đừng là bảo trợ mua cái gì không ăn không có tiền không ăn không có tiền 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 Yên, lại. Ừ. Bà con đây con tủ mà đầy cái của tay như là chả ăn nó con nhìn những cái loại đấy là ăn rồi đấy ừ. Trong cái năm rồi, tôi đang giờ cái tiền này như vậy, tăng tiền vậy đến